Dạ, chào mừng tất cả quý cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Bonsai Lục Tính Người Ta. Hôm nay thì con quay trở về vườn của anh Hải quý cô chú tại phường Thới An, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ. Giới thiệu đến quý cô chú một số cây mới ha. Đặc biệt hôm nay có một cái cây lài cổ rất là đã luôn, rất là to luôn. Thì để chi tiết hơn con mời quý chú gặp lại anh ha. Rồi em chào anh Hải ha. Dạ, em chào anh Khánh. Khánh ơi, chào dạ. Cô chú anh chị, hôm nay em cũng có đem về một số cây giao lưu của chú anh chị nha. Mong được sự ủng hộ của chú anh chị nha. Số điện thoại của em là 0939573957, số đó cũng là số alo của chú anh chị. Dạ. Rồi mình vô cây số 1 anh Khánh ơi. Số 1 là cây lài cánh kép anh Khánh ơi. Rồi em anh cho em vòng tròn cả. Rồi để em quay cây này nặng. Lài kép như là cái bông như là ban đầu con cho quý cô chú thấy ha. Cây rất là nhiều bông nhiều nụ trên này. Mà đặc biệt cây này là cây lài cổ của chú, rất là to. Một cốt anh ha. Rồi. Một cốt tàn. Cái cây này em có đo anh Khánh ơi. Dạ. Cái cây này cao 2,5 m, tán ngang gần 3 m, mình tính 2,5 m thôi, tại một dây nè, dây em buộc cho lại chân nè. Dạ. Buộc gọn lại. Anh túm cái tàn lại cho cô chú. Dây em túm tàn lại chân đó cô chú anh chị ơi. Cây này anh có biết mấy chục năm không anh Hải? Trời ơi cái này chủ nhà nói có nhiêu năm không? Cây này cái đời chủ nhà nói là ba mấy năm gì đó cô chú anh chị ơi. Dạ. Rồi. Vô hoành thân luôn anh ơi. Chưa để mình xây cái rồi dịnh tiếp ảnh luôn. Dịnh tiếp đi. Rồi vô số đo của chú chị ơi. Rồi 55 hoành của chú chị ơi. Dạ 55 hoành. Rồi để em đo, cái cây này nâng cây cái lắm rồi của chú chị, để em đo lên đây của chú chị xem. Rồi cái đây còn 49 hoành của chú chị ơi. 49 anh ha. Cây thoát thân liền lại theo chú. Rồi thoát thân 35. Dạ. Để em đo cái tay nó coi. Đúng rồi anh đo. Rồi 29. Rồi. Rồi cái đường kính bầu 80. Cái cây này thần chậu rồi cô chú anh chị. Đường kính bầu 80 ha. Cái này nè, anh quay giúp em hoa nè cô chú. Hoa cánh kép ha, rất là đẹp luôn á cô chú. Rồi, cây này thần chậu là em rút chậu ra đó cô chú anh chị ơi. Rồi cây thần rút chậu anh ha. Cây nó già mà nó trắng kìa. Đế cuộn xuống cho đó anh ha. Yeah. Thân thì sắn vặn vậy nè cô chú. Cái dàn xương tay cành nè. Một cây lài cổ ha, cây lài rất là già. Hoa cánh kép nhiều lớp, nhiều tầng, thơm. Dạ rồi, cây này giá sao đây anh Hải? Rồi, cây là cánh kép xin giao lưu cô chú anh chị là 11,5 triệu, em bao ship là 200 km. 11,5 triệu anh Hải ha? Dạ, dạ. Quá trời nụ rồi, cái này nụ lắm, nhắc này nụ cô chú anh chị ơi. Nụ dạ. Nhiều lắm. Cái này nó ra là quanh năm anh Hải ha, cây thì liền lạc không có một lũa. Dạ, 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 anh bao. Lũa cháy tụ gì hết nha. Em bao liền lạc. Một cốt ha. Lài thì nhiều nhưng mà kiếm cây một cốt to cỡ này cũng khó anh ha. Dạ, hiếm. Thường là mình thấy cây nhỏ nhỏ với cây bụi là nhiều anh ha. Dạ dạ. Đó, nguyên một cái cây một cốt to. Nụ hoa rất là đẹp luôn ha. 11,5 triệu. Dạ. Anh Hải bao ship cho mình 200 km. 200 km. Rồi tiếp luôn anh Hải ơi. Rồi tiếp. Mã số 2 là cái tùng anh Khánh ơi. Dạ. Mã số 2. Rồi, số 2 là cái tùng dạ, tùng chẳng niên anh Khánh ơi. Dạ. Để em quay vòng đi. Rồi, quay giúp em đi. Rồi, em quay vòng. Cây này cũng là một cây già cây quý chú. Chi cành có sẵn luôn ha anh ha. Dạ. Rồi, cây này cao tính 2 m thôi. Dạ. Rồi, tán ngang 2 m anh Khánh ơi. Chi cành lớn của chú về mình sửa dây vô ha. Đây chi cành đây. Úp cành ở đây. Và cây này có lỗ luôn anh Hải. Có lỗ luôn. Cây này nó đóng khéo của cành nó gót nó còn chút xíu rồi của chú anh chị. Ngọn gió còn nhỏ anh ha. Cây này đế đẹp lắm của chú anh chị. Dạ. Đế rất là đẹp luôn chú. Rồi để em vô số đo. Rồi 41 hoành. Dạ 41 hoành. Để em đo thoát thân nha. Rồi thoát thân tại cành 50. Để em đo tại cành nè. Rồi tại cành 16 cô chú chị ơi. Đế luôn anh Hải, đế giúp em luôn. Đế này tham khảo nha cô chú chị. Rồi tổng hình đế 1m3 cô chú chị ơi. Dạ 1m3 anh ha. Đế cấm đều hết trơn anh ha. Xe bỏ đều đẹp. Đế cũng liền lạc luôn anh ha. Không có một lỗ gì hết trơn ha. Rồi cái thân thì có một cái đường lũa để con chỉ cho mình xem luôn. Cốt cành ngọn nó đóng khéo, nó giót cái ngọn còn có chút xíu. Đây
điểm lỗ đây anh ha. Điểm lỗ đây. Bò lại trơn ha, lỗ lâu rồi nghe chú. Lỗ này lỗ lâu. Da nó bo lại tròn xe. Dạ, rồi cây tùng này giá sao đây anh? Rồi cây tùng mình xin giao lưu của chú anh chị là 6 triệu, em bao ship 200 km luôn. Cái này bóp được của chú anh chị, bó xà gửi không được đâu. Cứng lắm. Cành phong, cành 1, cành 2, cành phong ngọn có đầy đủ luôn của chú. Mình giờ mình rút lại ha, mình vô dây điểm dây lại. Cây này một cây trực lắc. Đế đẹp luôn. Rồi, 6 triệu rưỡi anh ha. Dạ 6 triệu anh Khánh ơi. 6 triệu. Bao ship 200 km. 200 km. Rồi tiếp tục luôn anh ơi. Rồi tiếp tục cái cây mật lăng. Xô cây vô chú thủy cái chậu vô. Một cây bằng lăng. Bằng lăng này xong rồi lắc lá nó nhỏ xíu rồi, em không biết là bằng lăng gì nữa cô chú anh chị ơi. Dạ. Cây bằng lăng rất là già. Cây này cao cỡ 3m tính 2m8 thôi cô chú anh chị. Rồi. Rồi tán ngang mà mét rưỡi. Tính mét tư thôi. Cây thì liên lạc anh Hải. Cây liên lạc không bọng không gì chân cô chú anh chị ơi. Cũng dán một cốt trực chi cành vậy đó ha cô chú. Da thì nó đỏ đỏ vậy đó anh ha, đỏ ao vậy đó ha. Lăng này lá nhỏ mà. Cái này chắc bằng lăng rừng quá, gai nè. Lên gai nè. Gai đó. Cái này dòng này nuôi lâu thì nó lên nu. Nó nu thân. Nu nặng ra. Rồi, cái này đặc biệt đế đẹp lắm của chú anh chị. Đế nó nồm xuống tại nên ta trồng cho ta cũng trồng trên mô bồn á. Dạ. Rồi đo luôn anh. Rồi để em đưa vô số đo đem đo gì đấy ha. Rồi 90 hoành. Nó có cái củ to khá to ha. 90 hoành, 90. Đó đo lấy lại. Có nhánh tử vậy. Rồi rồi 89 hoành à. Dạ 89. Rồi. Em đo thoát thân nha. Rồi thoát thân 780. Mới tới tay cành này có 30 rồi cô chú chị thôi. Anh đo một thân lớn như mẹ luôn. Rồi 64 hoành. 64 luôn. Rồi đế thì sao đây? Cái hoành đế luôn đi. Anh đo. Để em đo tổng hoành đế. Tổng hoành đế mà hơn mét rưỡi rồi cô chú chị. Dạ mét rưỡi. Đế bỏ điều luôn. Rồi. Để em đi vô trong này cho cô chú xem cái. Dạ đây. Đế cũng gọn đế anh ha. Và nơm khéo đóng khéo nơm. Dạ chi cành nè cô chú. Chi cành nói chung là như ảnh nói cây thì liền lạc ha. Không một lỗi gì trơn anh ha. Dạ. Một cây dáng trực giót ngọn. Chi cành đóng cũng khá đều ha. Chi cành mình nhìn thấy nó nu nần. Dòng bằng lăng rừng quá cô chú ơi. Nó gai vậy đó. Nè, lên nu gai vậy đó anh ha. Rồi cái này giá sao đây anh? Rồi cái bằng lăng này xin giao lưu cô chú anh chị là 5 triệu. Em bao ship 200 km. 5 triệu thôi hả anh Hải? Dạ dạ. Dạ cái này cũng đi xe tải của chú ha. Xe tải. Thùng dài bây giờ thùng ngắn không được. 5 triệu. Dạ. Này cũng nhanh chơi của chú, có chi cành sẵn hết rồi. Dạ rồi đổi giúp em luôn. Rồi tiếp theo cây số 4 là cây sứ. Đây anh quay dài vô đi để em vô xuống nước trò. Rồi đây cây sứ nè cô chú, quay mặt này cho mình xem trước luôn ha. Sứ ánh dương anh ha. Này ánh dương. Sứ ảnh sửa dây ha. Con rồi cây này cao 1m4. Dạ. Tán ngang 1m8 cô chú chị ơi. Cao 1m4 ngang 1m8. Cây này sửa mịn rồi cô chú chị, vô dây mịn trơn rồi. Vô dây chầu xe anh ha. Rồi để em đi vô trong. Anh có mấy cây sứ cũng khá là to. Ở đây. Vô lâu chưa anh Hải? Cái này vô cỡ cả năm rồi cô chú anh chị. Cả năm rồi anh ha. Cũ liền lạc luôn. Cũ liền lạc. Cái em sạch sẽ ha chú. Rồi 41 mình tính 40 thôi. Dạ 40 hoành. Đem ra củ rồi, nguyên cái củ bự này đang như đây. Nguyên cái bụng bự này đang như đây. Để rồi củ bụng. Rồi cái củ 100 cô chú về. Uống chặt ăn chặt 1m1 cô chú về. Dạ 1m1. Nó lộn 1m1.
Dạ. Cũ liên lạc anh ha, không có cháy tụ, không có bị hà sam gì chứ. Để em đo tay cành á, cái tay cành nó 23 mà em tính 21 thôi. Cái dạ. Tay cành á, tay cành lớn á. Tại có dây em trừ heo dây anh ha. Trừ heo dây. Rồi một cái sứ đã được vô dây. Chọn xe của chú ha. Dạ rồi, cây này giá sao đây anh? Cái này xin giao lưu cô chú anh chị là 9,5 triệu, em bao ship cũng 200 cây tặng chậu luôn. Tặng chậu luôn. Dạ. 9,5 triệu anh Hải ha. Dạ dạ. Dạ. Rồi mã số 4. Rồi tiếp tục giúp em luôn. Rồi tiếp tục anh Hải ơi, mã số tiếp theo là mã số 5. Số 5. 5 là cây khế ngọt kìa cô chú anh chị. Rồi một cây khế khủng luôn của cô chú ơi, to ha, khá là to. Cái này nó cao khoảng tầm 3,5 m á. Mình có nhu cầu chơi 4 mát thì cây này to cao ha cô chú. Cao 3,5 m. 3,5 m anh Hải ha. Ừ. Rồi. Thốt thân nhiêu anh Hải? Thốt thân chắc cỡ 1,5 m luôn quá. Không tới ha. Thốt thân 1,3 m. Rồi, thốt thân 1,3 m. Cây khế thì khủng lắm cô chú chị. Dạ. Em cắt sơ thôi, cô chú chị này về thích cắt bóng mát hay là cắt sao cắt. Rồi. Đặc biệt là cái khế này nó không có bọc bọng như nơi cô chú chị. Rồi đo hoành thân giúp em luôn. Bầu ảnh bứng cũng to lắm chú ơi. Bờ đế. Con cộng đế quá trời to. Đo gì đi. Rồi 108. Dạ. 1,08 m quá. Rồi đo xích chai luôn. Cho cô chú chị nhé. Rồi 98. Dạ. Đo lên mấy tấc là 98. Đây xước xác chút xíu do vận chuyển nha. Do vận chuyển để đem đo đường kính bầu. Đường kính bầu 1,1 m. Dạ. Anh bứng cái bầu rất là dày. Cây to, cây này nặng anh ha. Đi xe cẩu luôn ha. Đi xe cẩu chứ tay nào làm nổi cây này. Nguyên cái vách. Bên đây. Nó có vách cho chân hả cô chú anh chị, cây khế này già lắm, già. Nhìn cái độ dài này gì. Dạ. Rồi giá sao đây anh? Rồi cây khế ngọt xin giao lưu cô chú anh chị là 8,5 triệu. Em bao ship 200 cây cây à. Cây rất là to luôn, anh đứng lên cái bầu luôn giùm em anh Hải. Đó, không xi nhê. Dạ, 8,5 triệu thôi cô chú ơi, cây to nhưng mà giá thì cũng rất là hợp lý luôn. Dạ, này dạ. Bứng vận chuyển nữa rất là nặng với cô chú. Xe tới nhà mình thì chỉ cẩu xuống thôi. Đó, cái cây này hoành tráng ha, ra cái tàn to lắm. 8,5 triệu anh Hải ha. Dạ. Rồi, hôm nay có mấy cây rất độc đáo chú, cặp lộc vừng với lại cây mận nữa nè, cặp lộc vừng bay luôn. Rồi, tới mã số 6 là cây mận cô chú anh chị ơi. Mận bay anh hả? Cây mận mận bay. Thành phẩm luôn anh hả? Thành phẩm này. Rồi, chiều cao nó 1 m. Bay chắc cỡ 2,3 m tính 2,3 2,5 m. 2,5 m á. Dạ. Tính 2,3 thôi. Cảm đo để đo cái chiều ngang nó ngang coi. Rồi, tán ngang nó 1 m. Gần 1,3 m tính 1,2 m thôi cô chú anh chị ơi. Anh có biết mận gì không? Cái này mận xưa, mận đỏ xưa. Mận đỏ xưa. Chú nhà nó mận đỏ xưa chứ em chưa thấy trái. Dạ. Tàn thì tàn bao mịn. Kính mịn hết trơn ha chú. Phơm dán bay, bay cái ngọn còn chút xíu đây nè cô chú. Đây. Bằng chiếc đũa á. Người ta sửa một cái phơm bay nè. Cái dạ dưới là kính mít luôn à cô chú chị. Dạ dưới là tay cành sửa đẹp lắm. Dạ. Dạ dưới là nó dốt thẳng băng luôn vậy đó anh ha. Thẳng băng luôn. Đây, dốt thẳng băng luôn. Cái thần chậu của cô chú anh chị, cái dậu rút xuống nè. Cái đấy sổ nó 35. Dạ, sổ 35. Rồi quanh 30. Thần này được 30 heo chứ. À. Đây người ta sửa một cái cốt bay. Cái này em muốn rút chậu ra đó. Đây là thần chậu rồi. Rất là mịn luôn. Này mà cho trái treo lòng thòng nhìn chắc đã lắm anh ha. À, lên chậu qua cái lên chậu cao cao là ok. Mình có thể sửa nghiêng sửa gì đó tùy theo chú. Tùy theo muốn trồng vắn đổ cũng được luôn. Dạ. Vắn bay vắn đổ gì cô chú anh chị muốn trồng sao cũng được chứ. Thì mình lật cái bầu nghiêng à. Hoặc là qua lại thôi. Đây để em đi qua đây cái nữa cho quý cô chú hình dung. Đây, cái tàn thì rất là mịn của cô chú, tàn bắt rất là mịn luôn ha. Dạ, mịn mà sữa cỡ này chú nhà nói ra là sữa này mà 3 năm đó. Dạ, tàn cái này mà. Nó quái, đế nồm sổ xuống quái lắm. Đế. Hồi đó người ta chặt ngang đó mà người ta nuôi được cái cốp đó cốp mà lên cái bài anh ha. À. Cũng khá là lâu, 3 năm. Dạ, rồi cái mận bài này giá sao đây anh? Rồi cái mận này xin giao lưu cô chú anh chị là 4 triệu, em bao ship 200 cây. 4 triệu thôi anh hả? Dạ. Xếp 200 cây. Gần như thành phẩm rồi quý chú. Thành phẩm rồi. Về chỉ kiếm một cái không gian phù hợp mình để nó thôi. Rồi tiếp tục luôn anh ơi. Rồi kế bên cái này luôn đi. Rồi tiếp tục là cái này.
cái trang trắng ghép Mỹ Cam anh Khánh ơi. Nhưng mà gốc khủng lắm nha chú. Trời ơi cho chú xem cái tàn trước. Rồi. Cao 1m4. Dạ, Mỹ Cam. Cao 1m4 đã ngang 1m8 anh Khánh ơi. Cao 1m4, ngang 1m8 hả cô chú. Đây. Khủng là cái gốc ở dưới này nè cô chú. Trời. Thế nói chung là khủng cái gốc khủng lắm. Dạ. Tàn thì tròn xe ha. Rồi mình vô quanh gốc luôn anh hả? Anh đi vòng đi, anh đi vòng đi rồi em vô gốc kìa. Dạ đây. Gốc trắng trắng, những ít trắng. Rồi 51 quanh. Trắng trắng lùng lực hả cô chú? Dạ, 51 quanh. Ghép Mỹ Cam. Ghép rất là lâu rồi cho nên lâu rồi. Cái cốt ghép nó rất mấy là năm rồi. Cô chú thấy ha, liền luôn anh ha, liền cốt ghép luôn ha. Dạ. Mặt bên này. Rồi. Đi qua đây cái cho quý cô chú mình xem luôn. Nó có cái điểm nó bị tụt da ở đây nữa anh ha. Đó. Cái này tụt da không sao mà cái da này nó kéo xuống à, Khánh này từ liền Khánh này, nó dạ. Kéo da. Nó kéo. Tại dính nó gần này từ từ kéo liền không luôn à. Dạ rồi. Cốt ghép thì rất là lớn của chú, có cốt bằng ngón chân cái mình á. Gần như là liền luôn à. Siết dây luôn. Rồi cây này giá sao đây anh? Rồi cây này xin Zalo cô chú anh chị là 4 triệu. Em bao ship cũng 200 cây. Thời điểm này quá dễ chơi anh ha. Hồi đó mà cái gốc cỡ gốc này mười mấy triệu rồi. Ghép cái này là nhiều tiền của cô chú. Mỹ Cam bông cực kỳ đẹp. Giờ là 4 triệu thôi. Cái này trời nắng nó sập cô chú anh chị ơi. Dạ. Cây cũng thuần anh ha. Cây vô trên bồn. Trên bồn. Cho mình xem gốc lại lần nữa ha chú. Cây to ha. Dày xiết lắm mà những cái cốt ghép này cái ngón tay còn không thấm tháp gì luôn. Có gốc bằng ngón chân cái luôn. Dày xiết luôn. Rồi, tiếp tục luôn giới thiệu đến quý cô chú một cái cặp này rất độc đáo đây. Cặp lộc vừng. Cặp lộc vừng. Chưa để em đo cái tàn trước hình Khánh này. Dạ. Một cặp y gan như nhau. Rồi, 3,5 m nó bay ra 3,5 m đó cô chú anh chị, một cặp giống nhau. Bay 3,5 m anh ha. Nó bay ra rộng bề ngang được nhiêu anh hả? Rồi cái tán rộng bề ngang 1,2 m. Cái tàn thì như nhau quý cô chú ơi. Khác là cái thân thôi. Cái thân thì nó có xê xích với nhau. Tán rộng ngang 1,2 m đó cô chú chị. Rồi để em đi qua hướng bên đây, tại vì cái chỗ cũng hơi chật đó cô chú, để hẹp. Cái hướng này chứ. Cái cây này hai cây để hai hẹo. Mình rồi cô chú chị ơi, cốt cành làm mình hết trơn rồi. Thành phẩm này cùng chủ với cây mận không anh? Một chủ một. Sửa nấy y gan luôn ha. Một chủ một. Sửa cái nấy y gan luôn chú, hai cây vót bay thẳng băng luôn. Bay mà không lắc lượng luôn, thẳng băng luôn này nè. Bay vút lên luôn đó. Cây mình sở hữu một cái cặp lộc của chú, lộc lớn mà lộc lớn bay vô nhà luôn anh ha. Dạ. Yeah. Lộc bay. Cứ lộc là bay vô nhà thôi. Bay mà bay thẳng băng luôn chú, không có cong quẹo gì luôn. Rồi, bay thẳng băng vô nhà lấy lộc luôn mà. Dạ, 3,5 m anh ha. Ngang 1,2 m. 1,2 m. Ồ đặc biệt là cặp này nó cũng già cây lắm. Để anh đi vòng đi vô số đo. Dạ. Rất là khủng ha, cái bệ này khủng lắm chú. Con gọi một mặt bên đây cho mình xem nè. Cái đường thân luôn. Đường thân. Đường thân là hồi đó chỉ tới đây thôi. Dạ. Yeah. Cái ngọn này là ngọn nuôi nè. Ngọn nuôi, cái ngọn nuôi lớn á. Ngọn nuôi ra ngoài. Ngọn nuôi lấy cành bay ra ngoài. Cái chi này nè, về mình không thích nó bay kiểu này ha, mình sửa lại thành dáng khác được nha cô chú. Những cái này bẻ rất là dễ luôn. Bẻ mình lắc xè ra cũng được đó, xè ra thêm cũng được đó. Xè ra thêm rộng lắm á, cái này xè rộng đó. Đây, mỗi nhánh bên đây nó còn xè ra một khúc nữa. Mà lộc vừng nhánh cỡ này là quý cô chú vô dây là yên tâm luôn đó. Không sợ luôn. Đây. Muốn xè muốn bay gì thêm thì mình cứ tùy chỉnh ha. Nó có form sẵn hết rồi. Cái này rồi về mình lặt lá rồi mình muốn bẻ hay sao, bẻ tùy tùy ý mình luôn. Da yeah, nó sạm đen luôn anh ha. Yeah, thấy cái sạm. Này dài lắm già. Yeah. Đây. Mặt này nhìn rất là hoành tráng của chú ơi. Khỏe lắm. Ôm một bệ to ha. Em ôm. Em ôm không hết. Dạ. Yeah. Liền do bể nó quấn liền do luôn. Quý chú về mình vô hai cái chậu đẹp của chú để trước nhà ha. Nó sổ bông cái nó treo lòng thòng dưới ha, lọc bay. Lọc bay vô nhà. Dạ. Yeah. Rồi anh báo giúp em luôn. Rồi 85 quanh. Ngay vị trí này 85 quanh.
Rồi, xích trên chút xíu thôi này, ngay eo này đi. Đúng rồi. Ngay eo nè. Rồi, 72 hoành. Dạ, 72 hoành. Rồi đó cái cũ rồi, giống như mẹ cổng con, cái thân này giống như thân con anh ha, nằm trên lưng mẹ luôn. Cái cũ cái ngang cái cũ là 1m4. Hơn dạ. 1m4 tính 1m4. Rồi, xuống nữa đi anh. Nguyên cái cục này là như vậy nè. Cục này mình là 1m7. Dạ, nguyên cục này 1m7, nó quấn rễ vậy nè. 1m7 á. Không có một lũi hết trơn anh. Dạ, dạ không một không bọng gì hết. Đặc biệt là liên lạc. Mấy cái này thì nó kéo trơn rồi, đâu có một bọng một gì đâu. Dạ. Mặt cắt thì nó kéo. Đây, như mặt cắt này. Còn ngón tay mình thấy chưa? Mình đang quá trình kéo vô rất mạnh. Này giống như là mẹ cổng con vậy đó, đó ở trên này có con thần ha, nó tràn lên cái thân lớn. Dạ. Rồi, mình đi cái này là bán một cặp anh ha. Cặp. Dạ, rồi tiếp tục luôn, cây bên đây. Cây này có y gan đó thì bay 3 mét rưỡi, tắt ngang mét 2 đó cô chú chị. Cặp luôn. Đây. Một cặp. Cái này để cái đường hơi hẹp anh ha. Hơi hẹp quá à. Tại chỗ này hẹp. Rồi, vô này giúp em luôn đi. Nè. Này em vô số quành luôn. Cái này thì nó lai lai giống như thú chú ha. Dạ, chim cẳng. Để em đo nhiều vị trí đây. 94 quành. Dạ, vị trí đó là 94 của chú. 94 quành. Rồi. Để rồi xuống cái này. Xuống tí xíu nữa. Là 107. Rồi, xuống nữa luôn. Rồi này đây. Lai thú của chú ơi. Con này con thú. Thú là cỡ 1m7 tính 1m6 thôi. 1m7. Rồi, đế luôn. Đế nó cuộn không à. cây này lớn hơn cây kia cũng hơn. Dạ. Già nó nhăn nhìn đã anh ha. Ừ. Già cây lắm à. Đế không anh, đế đồ đế luôn rồi, hết hoành đế cho mẹ em luôn đi. Tổng hoành. Đúng rồi, tổng cái đế bộ đế. Tổng hoành đế chắc 2m thôi cô chú anh chị. 2m. 2m tính 9 thôi. À, mà cắt nuôi kéo mạnh theo chú. À. Những cái mặt cắt nhỏ nhỏ nè, đang kéo. Cây này cuộn ha, chân cẳng mình nhìn ra giống như con thú đang ngồi. Để em đo cái mơ của mình thú rồi. Rồi mình thú nếu mà đo tính 75 hoành. Điểm mỗi bài 70 dài 75. Dạ. Điểm độc đáo là cái da nó già. Nhăn nó già. Tự nhiên heo chú, không có người ta không có tạo gì trơn ha. Này, mà nó cuộn chưa? Nó khéo là nó cuộn dưới này chân à anh. Dạ. Cuộn đặc. Ờ dưới đây nè, cái này là nó có cái lỗ mà nó cuốn nè anh Khánh này. Nè. Dạ. Gặp dừng cái này không thua chứ. Dạ rồi. Rồi nó cuốn chân. Đó. Cuốn bò. Cây này khéo hơn cây gòi rồi anh Khánh. Cốt cành dạ. Đóng khéo. Rồi ra tới đây, này ngọn nuôi nè quý chú. Cây dáng bay. Mình xè ra thêm của chú cũng rất là đẹp luôn á. Này xè gọng bình thường. Lắc lại. Một cặp. Rồi cho em cái giá tham khảo luôn anh Hải ơi. Rồi một cặp lộc này, một cặp lộc rừng này xin giao lưu cô chú anh chị là 39 triệu. Em bao ship là 200 cây 20 km nè cô chú anh chị ơi. 39 triệu anh Hải. Dạ. À, ship 200 km anh ha. Dạ cái này đi xe lớn. Rồi mình có gì mình thương lượng thêm với anh ha. Dạ, nếu dạ. Mà tới vườn lấy thì anh giảm bớt cho mình tiền xe của chú dạ. Ơi. Nguyên cái mình. Nói chung là cặp này cũng khá là độc đáo để mình sưu tầm cây già. Nay mấy cái tay này của chú mình về mình xè thêm ra ha, là cây còn rộng ra hơn nữa. Với phần cái tán này đi xe về đó mình bóp lại đó. Yeah. Mình đang gịch dây nè anh ha. Bóp cho vô bớt á. Trái cây này còn rộng lắm. Này cho chú thấy thêm lần nữa này. Cái cây này hay một cặp này cũng em ôm mất tiêu em luôn. Tương đối lớn tiền heo chú cho nên là mình xem kỹ giúp con ha. Đó, một cặp vậy nè, nằm. Chơi một cặp vừng bay ha, lộc bay vô nhà. Lộc lớn bay vô nhà luôn. Rồi, cũng là cặp cuối rồi ha anh hả? Dạ dạ cái này cũng cặp này dừng cũng kết thúc clip anh Khánh ơi. Dạ. Rồi mình chào luôn anh Hải. Cũng rất cảm ơn cô chú anh chị đã ủng hộ những clip vừa qua nha. Xin chân thành cảm ơn ạ. Dạ, rồi em cũng chào anh Hải luôn ha. Con cũng kính chào cô chú yêu mến ủng hộ cho anh. Liên hệ qua số trên màn hình hoặc là trên tiêu đề.
Chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại.